Một mục sư ở Iran nói rằng Allah là một vị thánh lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng rất nhiều người sẵn sàng chết vì vị thánh này. Bất kỳ ai từ bỏ Hồi giáo sẽ bị coi là kẻ bội đạo, và sự bội đạo này sẽ bị trừng phạt bằng cái chết theo luật của người Hồi giáo. Badina sống ở Iran, và đây là câu chuyện của cô. Từ khi còn bé, tôi đã bắt đầu đọc kinh mỗi ngày. Trước khi đi học thì tôi đã thuộc lầu lầu kinh Koran. Tôi ghét cơ đốc nhân. Tôi cảm thấy vui mừng khi nghe nói cơ đốc nhân bị bắt bớ. Người ta nói với tôi rằng nếu giết được cơ đốc nhân thì tôi sẽ có chiếc vé một chiều để đi đến thiên đàng. Tôi cố gắng hết sức mình để tuân thủ những quy tắc của đạo Hồi. Nếu như đang đọc kinh giữa chừng mà tôi cảm thấy mình vẫn chưa sạch sẽ, tôi sẽ đi tắm táp và rồi bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Quá trình này có thể diễn ra tới 10 lần mỗi lần tôi đọc kinh hay cầu nguyện. Tôi cảm thấy chán nản và muốn kết liễu cuộc đời của mình. Tôi cảm thấy Thánh Allah quá xa cách với tôi. Lúc đó mẹ tôi đang bị bệnh và hấp hối. Tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ tự tử. Nếu con muốn tự tử thì giết luôn mẹ đi." Tôi nói: "Con sẽ làm điều này vì mẹ, và rồi cả hai chúng ta sẽ chết." Anh chị em thân mến, Chúa có một sứ điệp cho quý vị tối hôm nay. Nếu quý vị đang tuyệt vọng, chán nản và muốn tự tử, Chúa sẽ nói, hãy dừng lại. Vẫn còn hy vọng và tương lai cho quý vị. Nếu quý vị đang hấp hối và sắp sửa tự tử, hãy gọi ngay cho tôi. Và rồi mẹ tôi nói chuyện với mục sư nửa tiếng đồng hồ. Tôi nói, con sắp sửa làm đây mẹ ơi, không có gì có thể ngăn lại ý định của con tối hôm nay đâu. Rồi thì tôi nhìn thấy bà ăn năn, tuyên xưng đức tin. Tôi bắt đầu giận dữ. Tại sao ở giây phút cuối cuộc đời mẹ lại có thể làm như vậy chứ? Mẹ sắp sửa đi đến địa ngục rồi đó. Xin con mà Badina, hãy nghe ông ấy nói về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chẳng làm được gì đâu. Ông ta chẳng là gì cả. Con sẽ không nói ra những lời vô nghĩa này để xúc phạm đến Mohammed đâu mẹ à. Khi chúng tôi trao đổi, lúc đó cô ấy rất lạnh lùng, giống như thể đang tấn công tôi. Cô đầy kiêu hãnh khi nói rằng, tôi sẽ tự tử và Giê-xu của ông sẽ chẳng làm gì được đâu. Tôi không thể thay đổi được suy nghĩ của cô. Bây giờ tôi chỉ muốn chết mà thôi. Cái đó là tự cô nói. Allah không thể mang lại điều gì cho cô. Hãy cho Chúa Giêsu một cơ hội và rồi sau một tuần cô sẽ không muốn tự tử nữa. Khi ông ấy đưa ra lời thách thức này, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để tôi có thể phụng sự Thánh Allah lần cuối cùng trước khi tôi tự tử. Cô ấy nói, ok, được rồi, tôi sẽ cầu nguyện. Nhưng trong suốt một tuần lễ sau đó, chẳng có gì thay đổi và rồi cô ấy gọi tôi nói rằng, mọi người nhìn xem, chẳng có gì thay đổi cả. Và tối nay, tôi sẽ tự tử ngay tại phòng thu. Tôi tin khi tôi tự tử ngay trong chương trình phát sóng trực tiếp này, tôi có thể nói với Thánh Allah rằng xin hãy nhận lấy mạng sống của con, nó là dành cho Ngài. Sáng sớm hôm sau, một tiếng động làm tôi giật mình thức dậy. Tôi nhìn thấy mẹ mình đang bước đi một cách hoàn hảo. Tôi nói mẹ đi đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Bác sĩ kiểm tra kết quả máu và MRI, rồi nói, đây thực sự là một phép màu. Không có dấu hiệu bệnh tật nào trong cơ thể của bà cả. Không thể nào, chắc có gì đó sai trật ở đây rồi. Không có gì sai trật cả, đây là phép màu. Cô đã cầu nguyện với vị lãnh tụ nào vậy?
Sao? Vị lãnh tụ nào? Không phải vị lãnh tụ nào cả. Đó chính là Chúa Giê-xu. Khi tôi nói những lời đó, tấm lòng của tôi đã thay đổi. Tôi nói với Chúa Giê-xu rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống của con. Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi và lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn con. Con dâng trọn cuộc đời này cho Ngài, vì Ngài. Hiện nay, Badina và mẹ cô là những người cải đạo. Họ liều mình hầu việc Chúa một cách bí mật và thầm lặng ở tại Iran. Xin hãy cầu nguyện cho những cơ đốc nhân đang phải đối diện với sự bắt bớ ở khắp mọi nơi trên thế giới.